Dạ vâng, chiếc xe Kia Cerato được sản xuất năm 2010. Một mẫu xe phân khúc hạng C nhập khẩu người đa linh kiện tại Hàn mới cập bến cửa hàng bên em. Bà con cô bác chúng ta quan tâm thì hãy nhấc máy gọi điện cho ô tô cũ giá rẻ nhất cả nước qua số điện thoại là 0397 265 286 nhé. Bà con xem video thì đừng quên là nhớ like, đăng ký cũng là chia sẻ giúp em. Đặc biệt là bà con mình đã đăng ký kênh rồi thì nhớ bật chuông thông báo bên góc phải màn hình 2 lần để cập nhật những mẫu xe, những video mới nhất mà em đăng tải lên kênh YouTube hàng ngày. Của chiếc xe này được mang biển Hải Phòng 15A00330. Dòng xe Kia Cerato này thì là bản xuất Trung Đông. Đấy, cái này thì có tính năng như là có cửa sổ trời này, điều hòa auto này, đè lỗ này, vô lăng thích hợp này, gẩy số vô lăng này. Đấy, trang bị rất là nhiều những cái tính năng. Đấy, từ khí an toàn ABS. Hệ thống xi nhan trên gương là hệ thống gương kính điện cụp xe rất là nguyên bản theo xe. Cái này đăng kiểm cũng còn rất là dài đến tháng 4 năm sau nhé, tháng 4 2024 mới hết. Coi như là một năm nữa mới hết cơ mà. Option như là có tay nắm cửa, úp cửa rôm rồi này. Và chiếc này thì đặc biệt là có trang bị cảm biến mở cửa nữa. Đây, đấy. Xe có trang bị cảm biến mở cửa đây ạ. Đấy, cảm biến mở cửa luôn. Và với chiếc xe Kia Cerato này thì chúng ta biển Hải Phòng thì chỉ cần đổi đăng ký thôi, không cần phải rút hồ sơ nữa. Con này thì đang chắc là chìa khóa ở trong xe để em mở lại cái phần ở bên bên lái. Đấy. Đấy. Do là ở bên lái chốt cửa chỉ vì thế mà nó chốt cửa toàn bộ cánh cửa hết bốn cánh luôn, ba cánh luôn. Đấy. Đây, xe có trang bị cảm biến mở cửa đây. Đây là cảm biến mở cửa này. Đấy. Với dòng xe này chắc chắn là xe sẽ không chạy qua dịch vụ đâu, vì cái này số tự động nó cũng gọi là tương đối. Nếu mà chạy dịch vụ thì sẽ gọi là không biết là có đủ tiền xăng để chúng ta trả cái tiền chi phí là đưa đón khách không. Đấy, việc này tự động. Thường thường dịch vụ thì chúng ta chỉ chạy số sàn thôi, hoặc là nếu là tự động thì con nào nó chấm ít ít thôi, như là 1.0 hoặc là 1.2 thì ta chạy dịch vụ thôi. Chứ còn này thì chắc chắn là người ta sẽ không chạy dịch vụ. Xe thì có trang bị cửa sổ trời này, ghế da xịn nguyên bản nhé, điều hòa auto này, cam hành trình, cam lùi này. Đây, đặc biệt con này có cả gẩy số vô lăng nữa đây. Đấy, gẩy số vô lăng nhé. 319 triệu đồng cho chiếc xe Kia Cerato 2010 này. Đấy, một bộ xe gia đình sử dụng và không dịch vụ. Phần nội thất đằng sau, với chiếc này thì trang bị khá là nhiều túi khí đây. Đấy, một túi khí này, hai túi khí này, ba này, bốn, năm, sáu này, bảy, tám này. Đấy, tám túi khí an toàn cơ. Con này bản xuất Trung Đông, tám túi khí an toàn, cửa giả đóng rất là chắc chắn. Và con này order chạy chuẩn chưa đến 10 vạn nhé, chạy chưa đến 10 vạn, hình như là 9 vạn tư thì phải. Đấy, mới có 9 vạn tư thôi. Có trang bị cam lùi, cảm biến lùi này. Đây, cam lùi đây. Đấy, cảm biến lùi đây. Và em sẽ quay phần gầm của chiếc xe luôn để cho bà con chúng ta nhìn nhé. Đây ạ, gầm của chiếc xe này sáng sủa sạch sẽ và không có hiện tượng mục mọt, không bị ham. Kia Cerato được trang bị 4 phanh đĩa. Đây, 4 phanh đĩa. Và lớp con này còn tương đối rất là dày nhá, rất là dày. Cô lốp thì đương nhiên đời này thì sẽ không có hiện tượng mục mọt rồi. Vì 2010 biển Hải Phòng cũng không phải là một số những cái dòng xe cổ ngày xưa mà sợ mục mọt. Tôn vỏ của dòng xe nhập khẩu thì nó rất là dày dặn. Vì thế là xe chạy phải nói là cực kỳ đầm. Đây, những phần tắp đi cánh cửa này rất là đẹp, nó không bị trầy trụa cái gì cả nhá. Đấy, cửa giả đóng rất là ok. Trang bị hệ thống gương kính điện cụp xe là nguyên bản theo xe đây. Đây, đấy. Điều hòa auto này. Đè lỗ. Cửa sổ trời đây ạ. Đấy, cửa sổ trời nhá. Đây, đấy. Gẩy số vô lăng này. Vô lăng thích hợp, túi khí an toàn.
Đây là phần cửa sổ của chiếc xe đây. Kính tiệp của chiếc xe để em kiểm tra là có trơn tru hết không nhé. Cái này order của nó đây chín có 9 vạn tư thôi. Và hiện tại thì sắp sửa giấy hẹn của nó 9 vạn 6 để đi kiểm tra định kỳ này. Đấy. Ắc quy dầu nhớt, dầu phanh, lọc dầu, lọc điều hòa, lọc gió, nước làm mát và cân thức lái. Đấy là những cái phiếu bảo kiểm tra định kỳ của nó. Đây, đấy. Order mới chạy có 9 vạn tư thôi, chưa đến 10 vạn đâu. Bây giờ thì em sẽ quay phần khoang máy của chiếc xe Kia Cerato này để cho chúng ta xem nhé. Vâng, đây là phần khoang động cơ của chiếc xe Kia Cerato được sản xuất năm 2010, tự động. Với chiếc xe này thì về phần máy chỉ gọi nó hơi bụi bẩn một chút thôi. Máy nổ rất là êm nhé, dây cơ loa thì không bị xước gì cả. Đấy. Máy nổ im thêm thít ạ. Đó, rất là chất. Con này về phần máy của nó thì vẫn còn zin. Đấy, còn zin nguyên nhé. Tại vì là keo của nó vẫn còn này. Đấy, ốc chân máy này cũng vẫn còn và chưa động chạm cơ. 319 triệu. Đấy, cũng đáng đồng tiền bát gạo để chúng ta có thể suy nghĩ cân đối với chiếc xe phân khúc hạng C Kia Cerato. Chống nhiệt phần khoang máy và chống nhiệt cabo cũng vẫn còn đây. Đấy. Vâng, 319 triệu đồng cho mẫu xe phân khúc hạng C Kia Cerato 2010. Nếu mà bà con cô bác chúng ta quan tâm thì có thể nhấc máy gọi điện cho em qua số điện thoại là 0397 265 286 nhé. Đặc biệt bà con xem video đầu tiên của em thì nhớ like, đăng ký, chia sẻ giúp em. Bật chuông thông báo bên góc phải màn hình 2 lần để cập nhật những mẫu xe, những video mới nhất mà em đăng tải lên kênh YouTube hàng ngày. Bây giờ thì em xin kết thúc video tại đây và hẹn gặp lại bà con cô bác ở những video tiếp theo.